tài sản số NFT đang trở thành một cơn sốt thực sự. 2 triệu, 5 triệu hay thậm chí 70 triệu đô la Mỹ là giá mà các nhà đầu tư trả cho các tác phẩm NFT. Thị trường NFT trong nước cũng đang bắt đầu sôi động. Thế nhưng, cơ hội luôn đi kèm với những rủi ro. NFT, viết tắt của Non-Fungible Token, là một dạng chứng chỉ xác thực kỹ thuật số không thể sao chép sử dụng công nghệ blockchain, xuất hiện lần đầu tiên trên thế giới vào năm 2017 và bắt đầu tạo ra một cơn sốt trong thế giới đầu tư kể từ khi bức tranh 5.000 ngày đầu tiên của nghệ sĩ Pippler được bán với giá gần 70 triệu đô la Mỹ. Tương tự, dòng tweet đầu tiên của CEO Twitter được bán với giá là 2 triệu đô la Mỹ. Hay vừa mới đây là bộ mã nguồn của World Wide Web cũng được đấu giá với mức khởi điểm là 5,4 triệu đô la Mỹ. Để cùng hiểu rõ hơn về NFT cũng như đâu là những rủi ro khi gặp phải để khi mà giao dịch một sản phẩm mới như vậy, chúng tôi có mời đến trường quay là nhà báo Quốc Lê, phóng viên chuyên trách mảng công nghệ. Vâng, xin chào anh Quốc Lê ạ. Chào anh. Với Quốc Lê này, điều gì có thể khiến khán giả và khiến các giá của các dạng tài sản NFT ạ, nó có thể cao đến như vậy ạ? Phải nói thật với anh Huy Hoàng là như vừa rồi anh cũng chia sẻ là NFT nó mới chỉ xuất hiện từ năm 2017 thôi, tức là cái thời gian kể từ khi nó xuất hiện đến giờ còn khá là ngắn. Những cái kết luận cụ thể về nó thì còn rất là khó. Tuy nhiên là với cái quan sát của tôi thì giá của cái tài sản số NFT nó cao như hiện nay là bởi vì cái tính duy nhất của nó. Mỗi một cái mã NFT chỉ có tính duy nhất thôi và không có thể copy sao chép được. Chính vì vậy thì hầu hết những người đang mua nó với giá rất là cao là những cái nhà đầu tư, và họ kỳ vọng rằng trong tương lai với cái sự độc nhất duy nhất đó thì nó sẽ có thể gia tăng giá trị và tạo ra lợi nhuận trong tương lai. Bởi vì nó, cái việc mua NFT này hiện tại nó tương tự như việc chúng ta sưu tầm những cái món đồ rất là độc. Vâng, vậy thì hiện nay cái tài sản số NFT thì nó đang có những cái hình thức kiểu như thế nào? Với quan sát của tôi thì NFT nó đang là một công nghệ rất là mới, và đồng nghĩa với là trong thời gian tới thì nó sẽ có thể sinh ra rất nhiều những cái biến thể khác nhau dưới rất nhiều hình thức sinh động. Tuy nhiên là nếu như chúng ta muốn phân biệt thì tạm thời vào giai đoạn này tôi nghĩ rằng có thể chia NFT ra thành 3 dạng khác nhau. Cụ thể thì loại thứ nhất là sản phẩm NFT thuần túy dưới dạng các token. Dạng này thì anh có thể hình dung là nó tương tự các cái dạng tiền số như là Bitcoin, và nó có thể trao đổi với nhau. Thì cái dạng này thường được ứng dụng quen thuộc ở trong các cái dạng vật phẩm như trong các trò chơi điện tử. Loại thứ hai là NFT gắn liền với một tác phẩm, sản phẩm kỹ thuật số khác. NFT này thì khi đó đóng vai trò như một cái đoạn mã xác nhận cái quyền sở hữu độc quyền, và đó là các đoạn mã ở World Wide Web hay là cái bức tranh 5.000 ngày đầu tiên như chúng ta vừa thấy. Và loại thứ ba là NFT gắn liền với một dạng tài sản vật lý. Đó có thể là một cái bức tranh vẽ tay của một cái họa sĩ nổi tiếng, hoặc là một chiếc đồng hồ cổ độc đáo nào đó, và thậm chí nó có thể là bất động sản. Và khi đó thì NFT nó đóng vai trò như một cái giấy chứng nhận quyền sở hữu, tương tự như giống như là cái sổ đỏ của một căn nhà vậy. À vâng. Vậy thì những cái tác phẩm số của NFT sẽ được sinh ra như thế nào ạ? Tôi nghĩ rằng với hai cái dạng tài sản số NFT đầu tiên thì nó hơi khó tưởng tượng vì nó là tài sản số thuần túy. Còn ngày hôm nay thì để khán giả có thể dễ hình dung hơn thì chúng ta sẽ thử tìm hiểu cái dạng thứ ba, tức là NFT gắn liền với một cái tài sản hữu hình, tài sản vật lý nào đó. Và đây thì dường như cũng là cái thứ mà các cái nhà đầu tư tại Việt Nam thì đang rất là quan tâm. Hãy hình dung bạn sở hữu một bức tranh và bạn muốn số hóa nó dưới dạng tài sản số NFT. Công nghệ blockchain sẽ giúp bạn làm điều này. NFT ở đây là một đoạn mã không thể thay thế. Việc đầu tiên là bạn sẽ chụp lại tác phẩm của mình, và sau đó bạn phải đưa nó vào trong một khối blockchain. Sau đó, công nghệ blockchain sẽ xác thực khối này. Việc này tương tự như ký xác nhận của tác giả lên tác phẩm. Và kể từ đó, nó sẽ giúp cung cấp cho bạn thông tin mọi điều xảy ra với tác phẩm của mình. Chẳng hạn như lịch sử giao dịch, chuyển nhượng, ai đã đặt giá thầu trên tác phẩm. Khi nhà đầu tư đặt giá, thì giá nào được chấp nhận, giá nào bị từ chối, đều ghi lại rõ. Việc gắn mã NFT giúp tạo ra tính độc nhất cho tác phẩm. Việc này có ý nghĩa trong việc xác định quyền sở hữu hoặc tạo ra giá trị lớn trong việc sưu tập. Và đôi khi là chúng ta sở hữu nó sẽ giống như là chúng ta sở hữu một cái đồng hồ rất là độc, hay là chúng ta sở hữu những cái bức tranh mà ngoài đời chúng ta chỉ có một cái thôi chẳng hạn. Mặc dù vậy, NFT, công nghệ này mới chỉ xuất hiện vào năm 2017 và vẫn còn ở trạng thái sơ khai. Có nhiều cơ hội và kỳ vọng. Nhưng trước khi bắt đầu đầu tư tiền vào các token này, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu chính xác những gì bạn đang tham gia và cách sử dụng chúng. Vâng, từ trước đến nay thì khi mua nhà vẫn phải cầm sổ đỏ để công chứng này, hay là mua xe xong vẫn cần phải đi đăng ký. Vậy thì nếu như cái NFT này mà được
dùng nhiều hơn thì sẽ được sử dụng như thế nào trong tương lai ạ? Tôi nghĩ rằng với cái việc nó có thể chứng minh cái quyền sở hữu và quyền duy nhất thì hoàn toàn trong tương lai nó có thể thay thế những cái giấy tờ mà anh vừa nói. Tức là chúng ta có thể dùng NFT thay thế cho giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, thay thế cho đăng ký xe. Và khi đó chúng ta giao dịch thì có thể chỉ cần chuyển cái tài sản chúng ta và chuyển kèm cái mã NFT sang cho chủ nhân mới là xong. Nhưng mà liệu cái người ta có công nhận NFT là thay thế các giấy tờ pháp lý hay không ạ? Tất nhiên là những gì mà tôi vừa chia sẻ với anh thì là dưới góc độ kỹ thuật. Tức là về mặt kỹ thuật thì NFT có thể làm điều đó. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại thì chưa có một cái cơ quan chức năng nào hay cơ quan nào đứng ra để đảm bảo cho cái việc này. Tức là anh hình dung như thế này, NFT có thể là một công nghệ để xác nhận tính sở hữu duy nhất của một tài sản của anh. Tuy nhiên rằng nó còn một cái kẽ hở, đó là cái tài sản đó trước khi được số hóa thành NFT thì nó có được cơ quan nào chứng nhận đúng là của anh hay không, hay là cái chất lượng của sản phẩm đó thì nó như thế nào. Thì hiện tại thì nó chưa có các cơ quan có thẩm quyền đứng ra để làm cái việc này, do đó nó vẫn còn có những cái rủi ro trong cái giao dịch giữa bên mua và bên bán. Theo quy trình khởi tạo và giao dịch tài sản số NFT, sẽ cần có các đơn vị đảm bảo để lưu trữ và cam kết thực hiện bàn giao tài sản gốc, gọi là các trung tâm lưu ký. Chưa kể, các trung tâm này sẽ giúp khách hàng đánh giá khách quan các tiêu chí, chất lượng, hàng hóa được đưa lên sàn. Và cái đơn vị đấy họ phải có cái năng lực để mà chứng minh được rằng là cái tài sản đấy là họ đang nắm giữ đây là tài sản chuẩn. Họ phải có một cái khả năng để thẩm định. Tất nhiên là ở Việt Nam thì đến thời điểm hiện tại mình cũng chưa thấy một cái đơn vị nào đứng ra mà đủ uy tín. Nếu như không có các đơn vị lưu ký uy tín, tài sản của chủ nhân hoàn toàn có thể bị giả mạo và đưa lên các sàn NFT khác nhau. Giống như cái bức tranh 5.000 ngày thế thôi. Tức là người ta đưa lên đấy và người ta tạo ra cái đường link ấy đầu tiên. Thế còn người khác họ hoàn toàn họ thấy bức tranh ấy họ cũng lại tạo ra cái NFT. Mà thực tế là người ta cũng lấy bức tranh ấy người ta tạo ra một cái tài sản NFT khác. Và họ bán vài nghìn đô. Và khi đó, người mua hay nhà đầu tư có thể sẽ phải bỏ ra rất nhiều tiền nhưng chỉ sở hữu các phiên bản thứ cấp. Thậm chí với các hàng hóa hữu hình thì khả năng giành quyền sở hữu là rất khó khăn. Vâng, và cụ thể thì khó khăn đó là như thế nào thì để hiểu rõ hơn, mời quý vị khán giả đến với một số ghi nhận ngay trong nền tảng giao dịch NFT tại Việt Nam. Trên các nền tảng NFT hoạt động chính thống, nghĩa là đứng sau có pháp nhân đăng ký hoạt động tại Việt Nam hiện nay, thì hầu hết các sản phẩm NFT không chỉ tồn tại trên không gian số, mà nó được gắn liền với một sản phẩm thực. Nghĩa là cái mà mọi người giao dịch ở đây vẫn là một tác phẩm vật lý có giá trị, nhưng được bán kèm theo phiên bản NFT như là một chứng chỉ để chống hàng giả. Dù tính pháp lý trong quy trình hiện nay vẫn còn nhiều băn khoăn cho người trong cuộc. Theo chủ quản sàn giao dịch Avatar Arts, tại Việt Nam chưa có khung pháp lý cho lĩnh vực này. Sàn Avatar Arts đang gặp khó trong việc tổ chức trung tâm lưu ký để bảo đảm tài sản cho sàn của mình. Ngay bây giờ chúng ta cũng có thể thực hiện một giao dịch chẳng hạn. Thế, tuy nhiên thì cái giao dịch đấy là do là chúng ta đang có niềm tin với nhau thì nó sẽ thành công. Tuy nhiên để mà ứng dụng rộng rãi, để mà nó chặt chẽ, bảo vệ được quyền lợi của người dùng thì chắc chắn cần phải có hệ thống pháp lý. Chúng tôi mong muốn dự án sẽ trở thành nơi lưu giữ và quảng bá các tác phẩm nghệ thuật Việt Nam và cổng trời chỉ nhận một phần lợi nhuận sau khi tác phẩm của họa sĩ đã được hoàn thành việc giao dịch. Theo ghi nhận từ thị trường NFT, độ biến động giá của các sản phẩm hiện cũng rất lớn. Trang nanfungible.com cho biết, có thời điểm đầu năm nay, giá trị của nhiều NFT giao dịch trên thế giới giảm đến 70% trong thời gian ngắn. Hoạt động khi mà chưa có khung pháp lý thì rõ ràng là tiềm ẩn rủi ro. Vậy trên thế giới, thì 4 năm qua kể từ khi ra đời đến nay thì không biết là cái nhà đầu tư được bảo vệ như thế nào? Trên thực tế thì phải thấy thú thật với anh Hoàng, tôi cũng đã tìm hiểu rất là nhiều nhưng mà cũng thấy là ở các quốc gia trên thế giới thì cái dạng tài sản số NFT cũng chưa có một cái khung pháp lý cụ thể nào. Cái giá trị của nó hiện tại được đẩy lên rất cao là do kỳ vọng của các nhà đầu tư, và như trong phóng sự vừa rồi chúng ta cũng thấy là có những thời điểm khủng hoảng thì giá nó giảm xuống rất là lớn, bởi vì là có rất nhiều người cũng đã tạo ra các tài sản số NFT dựa vào những cái tài sản vật lý khác nhau, như là những cái hình ảnh của cây lan đột biến hay là những cái sản phẩm rất là bình thường ở trong cuộc sống. Và những tài sản này khi mà người mua họ cảm thấy hoặc là người đầu tư họ thấy là thực tế nó cũng không có giá trị gì lắm ngoài đời thì lúc đó thì rõ ràng là giá trị nó sẽ giảm xuống. Và tôi nghĩ rằng là sẽ rất là khó để ngay lập tức tìm ra một cái cơ sở pháp lý nào đó để bảo vệ quyền lợi của những người mua tài sản NFT vào thời điểm này. Đơn giản nó sẽ là
niềm tin giữa hai bên và kỳ vọng của giới đầu tư mà thôi. Và chính vì vậy thì nếu như mà chúng ta có dự định là mua một tài sản NFT nào đó thì tôi khuyên là mọi người hãy để ý tới những tài sản có giá trị một cách thực sự, tức là nó được tạo ra bởi người nổi tiếng nếu như là những tài sản số, còn nếu là tài sản hữu hình thì nên là những tài sản thực sự có giá trị. Và hy vọng rằng trong tương lai thì NFT sẽ được ứng dụng vào những cái lĩnh vực như chúng ta vừa trao đổi. Vâng, rõ ràng là mỗi người mua thì nên thận trọng và dự định khi mua cái tài sản gắn với NFT, đúng không ạ?